Ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy đứng gần thập giá Chúa Giêsu có mẹ người cùng với chị mẹ người là Maria vợ ông Clopas và Maria Magdala. Khi thấy mẹ và bên cạnh có môn đệ người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng mẹ rằng: "Thưa bà, này là con bà." Rồi người lại nói với môn đệ: "Này là mẹ con." Và từ giờ ấy, môn đệ đã là nhận bà về nhà mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, trong những ngày giữa tháng 9 dương lịch, giáo hội chúc tụng tôn vinh Chúa Giêsu Kitô bằng lễ suy tôn thánh giá. Chính nơi thánh giá mà Chúa Giêsu bị giết chết, bị treo lên là biểu tượng của tình yêu cứu độ. Tình yêu của con Thiên Chúa xuống thế làm người đã lãnh nhận cái chết khổ hình ô nhục để tha thứ tội lỗi cho con người. Và tình yêu này mang tính cứu độ là ban cho con người được sự sống trong ân nghĩa Chúa, sự sống trong tình yêu của Chúa, sự sống qua cuộc tái sinh hằng ngày hôm nay trong cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế và trong cuộc sống vinh hiển đời đời mai sau. Và lễ thứ hai là lễ Đức Mẹ Sầu Bi, chúc tụng tôn vinh Đức Maria, đấng đã hiệp thông một cách trọn vẹn trong cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu Kitô, con của mẹ. Mẹ đã mang lấy những sự đau khổ của con mẹ trong tâm hồn của mình. Và mẹ đã góp phần của mình, có thể nói của nhân loại, vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu để hoàn tất chương trình cứu rỗi mà Chúa Giêsu thực hiện. Hôm nay, chúng ta kính nhớ Đức Mẹ Sầu Bi, có nghĩa là Đức Mẹ đau khổ, Đức Mẹ chịu lấy sự thương khó, sự thống khổ. Đức Mẹ là mẹ Chúa Giêsu. Trong suốt cuộc đời 33 năm của Chúa Giêsu, mẹ đã cảm nhận nhiều nỗi đau thương. Lời tiên báo của cụ Simeon trong ngày mẹ dâng hài nhi Giêsu vào đền thánh Jerusalem, cuộc chạy trốn sang Ai Cập, việc lạc mất hài thanh niên Giêsu 3 ngày tại đền thờ, việc cùng với Chúa Giêsu đi theo nhìn thấy Chúa Giêsu vác thập giá lên đỉnh cao núi Sọ, nhìn ngắm Chúa Giêsu bị đóng đinh và chết trên thập giá. Các môn đệ tháo xác Chúa và tán xác Chúa trong mộ. Đức Maria đã nhận lấy xác của con mình trong đôi cánh tay người. Và việc nhận xác này, chúng ta thấy được Michelangelo đã diễn tả bằng một tác phẩm điêu khắc vượt
thời gian vượt mọi thời đại. Tượng ấy gọi là tượng Vê Tà, Đức Mẹ Sầu Bi. Mẹ Maria trong suốt cuộc đời tại thế của Chúa Giêsu đã theo Chúa Giêsu, đã hiệp thông với Chúa Giêsu trong những đau khổ của người, đã vâng theo thánh ý Thiên Chúa và tìm những ý nghĩa cứu độ trong những biến cố của cuộc đời Chúa Giêsu. Mà chúng ta thường đọc và suy gẫm bảy sự thương khó của Đức Bà. Hôm nay Chúa đã về trời cả hồn và xác, mẹ Maria vẫn còn tiếp tục phải chịu nhiều đau khổ khi chứng kiến bao ích kỷ, hận thù, chia rẽ, chiến tranh. Mẹ nhận thấy những nỗi thống khổ của con cái mẹ, và nhất là mẹ nhận ra biết bao nhiêu người bị trầm luân, bị đoán phạt vì tội lỗi. Lời tiên tri của cụ già Simeon khi xưa đã trở thành hiện thực trải qua thời đại, trải qua mọi thời và trong mọi hoàn cảnh. Và con tim của mẹ vẫn không ngừng bị lưỡi đầu đâm thâu. Và người đâm thâu tâm hồn mẹ có lẽ là chính chúng ta, những người, những đứa con mà mẹ đã nhận theo lời di chúc của Chúa Giêsu dưới chân thập giá trên đầu núi Sọ. Những người con mà mẹ yêu thương, luôn hướng dẫn, luôn đồng hành. Lễ Đức Mẹ Sầu Bi nhắc cho ta thấy đời mẹ cũng có những lúc buồn. Vui buồn là ở đời là chuyện bình thường, không ai tránh khỏi. Và chúng ta hãy nhìn ngắm khuôn mặt lo lắng của mẹ khi mất con, hay khi đem hài nhi Giêsu trốn sang Ai Cập. Khi chúng ta thấy mẹ đau đớn khi nhìn con bị treo và giết chết trên thập giá, khi mẹ u sầu đau buồn khi ôm thân xác đã chết của con mình trong vòng tay của mình dưới chân thánh giá, chính khuôn mặt buồn khổ của mẹ Maria soi sáng để cho chúng ta thấy rằng cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng trải qua những long đong, những khốn khổ, những đau thương, những đau đớn bệnh tật. Mẹ cảm thông với cái nặng nề của thân phận làm người của chúng ta. Và chúng ta thường nghĩ rằng những đau khổ là hậu quả của tội lỗi. Điều đó đúng với chúng ta là những phàm nhân, những người tội lỗi, nhưng không đúng với mẹ Maria. Mẹ được Thiên Chúa gìn giữ khỏi mọi vết nhơ của nguyên tội, và mẹ đã đáp lại bằng việc luôn luôn trung tín và vẹn tuyển. Tuy nhiên, mẹ tinh sạch, mẹ được ban những đặc ân đặc biệt ấy không làm cho mẹ tránh khỏi những đau khổ nơi thân xác của mẹ và đau khổ trong tâm hồn của mẹ. Mẹ đã xin vâng, và từ cái tiếng xin vâng đầu tiên ấy, mẹ đã nhận lấy những đau khổ. Trong suốt đời cuộc hành trình đức tin của mẹ nơi trần thế cùng với Chúa Giêsu con mẹ, chúng ta hãy đến với núi Sọ chiều thứ sáu thánh ấy để nhìn thấy Đức Mẹ đứng gần thập giá nơi treo con mẹ. Mẹ đã có mặt trong tiệc cưới Cana
Khi Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ tại Galilea, và bây giờ mẹ lại có mặt khi Chúa Giêsu hoàn tất sứ vụ cứu độ trên đỉnh cao núi Sọ. Và giáo hội đặt lễ Đức Mẹ Sầu Bi ngay sau lễ suy tôn thánh giá, như để muốn nói rằng khi Chúa Kitô bị treo trên thập giá, Chúa đã muốn cho thánh mẫu của người đứng kề bên mà thông phần đau khổ. Cuộc đời của mẹ Maria luôn kết hiệp với những nỗi đau của con, và có lẽ không có đau khổ nào lớn hơn đau khổ của chính mẹ Thiên Chúa đứng mà theo lời Thánh Gioan đã ghi là đã mẹ đứng kề bên thập giá Chúa Giêsu trên đồi núi Sọ, đứng kề bên để chứng kiến, để gánh vác, để nhận lấy và để mang vào trong tâm hồn mình những nỗi đau khổ đớn đau của con trên thân xác của con mẹ. Chúng ta biết có một thánh thi rất hay diễn tả nỗi đau đớn của mẹ Maria. Đó là thánh thi Stabat Mater, mẹ sầu bi đứng bên thánh giá. Thánh thư ấy gợi cho chúng ta những nét buồn, những nét đau khổ của mẹ Maria khi đứng bên thánh giá. Mẹ sầu bi đứng bên thánh giá, mắt đẫm lệ nhìn con chịu treo, lưỡi gươm sắc đâm thâu lòng mẹ, mẹ khổ tâm đau đớn âu sầu. Và như Chúa Giêsu, mẹ Maria cũng tự đồng hóa mình vào mầu nhiệm đau thương của thập giá. Bởi thế mẹ được gọi là đứng thông phần vào cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Việc cử hành lễ Đức Mẹ Sầu Bi, giáo hội mời gọi chúng ta hãy chiêm ngưỡng hình ảnh của một người mẹ đau thương. Ai ngăn được đôi dòng suối lệ khi lặng nhìn mẹ Chúa Kitô trong đau thương thống khổ ngập tràn? Ai tránh được xót xa tan nát khi chiêm ngắm mẹ Chúa Kitô cùng con yêu chung phần khổ nạn? Đoạn kế tiếp trong thánh thi Stabat Mater. Và đồng thời giáo hội khi tổ chức lễ Đức Mẹ Sầu Bi là mời gọi chúng ta hãy bắt chước và yêu mến mẹ hơn. Ôi lại mẹ là nguồn yêu mến, xin cho con cảm nghiệm đau thương, xin cho con được khóc than cùng mẹ, xin khơi bừng lửa mến trong con, giúp con sống đẹp lòng Thánh Tử Đức Kitô Thiên Chúa của con. Và nếu chúng ta có dịp để chiêm ngưỡng tượng Giê Tà, tượng Đức Mẹ Sầu Bi được đặt ở trong Đại Thánh Đường Phaero tại Roma Vatican, khi nhìn vào bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi này, chúng ta không thấy cái sự đau buồn của Đức Maria và cả của Chúa Giêsu. Trên thân xác vừa được tháo đinh từ thánh giá đưa xuống, và Đức Mẹ ôm lấy thân xác con mình, thân xác của Chúa Giêsu không một vết tím, vết bầm của cuộc thương khó, của những trận đòn, những vết đinh loang lộ máu, mà trái lại trên gương mặt của Chúa Giêsu sự thanh thản, sự bình an, rực sáng niềm vui của tình yêu cứu độ. Chúa Giêsu đã chết, đã bị giết,
đã bị khổ hình, nhưng cái tình yêu đó vẫn sáng ngời, vượt trên mọi đau khổ, vượt trên mọi sự bạo hành, mà trái lại rực sáng để cho mọi người chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa làm người, đã chết vì chúng ta và chết để ban ơn cứu độ. Và cái chết đó hiện rõ ra bằng sự sáng ngời của Chúa Giêsu. Và trên gương mặt của Đức Mẹ cũng rạng sáng niềm vui, đầy tràn thánh thần. Gương mặt Đức Mẹ không lộ ra một nét buồn nào, mà trái lại, người ta nhìn thấy nơi gương mặt của Đức Mẹ Maria nơi tượng Vê-ta một sự thánh thiên tuyệt hảo, một sự thánh thiện tuyệt vời, một cái niềm vui rạng rỡ. Tôi đã có nhiều lần đứng trước tượng Vê-ta này và mỗi lần đều nhận ra một cái nét đẹp mà không thể tìm ở một tác phẩm nào về Đức Mẹ sầu bi cả. Điều đó muốn nói cho chúng ta thấy rằng Đức Mẹ sầu bi nhưng không chìm lụy trong sầu bi. Đức Mẹ đau khổ nhưng không bị quật ngã vì những đau khổ, mà trái lại, Đức Mẹ hiểu rằng những sự đau khổ của con mình là nguồn ơn cứu độ cho mọi người, là nguồn mạch tình yêu và ân sủng cho mọi người. Anh chị em thân mến, trong bài sướng đáp của Kinh Triều Lễ Đức Mẹ Sầu Bi đã ca ngợi Đức Mẹ như thế này: Đức Maria, nữ vương cả đất trời, vẫn hiên ngang đứng vững gần bên thập giá Chúa Kitô, diễm phúc thai, đấng không phải chết vì đạo mà được lãnh cảnh thiên tuế dành cho người tử đạo. Đó là niềm vui của mẹ và niềm hy vọng của chúng ta khi chúng ta chiêm ngưỡng Đức Mẹ sầu bi. Như điệp ca của Tin Mừng, Kinh Sáng Lễ Đức Mẹ Sầu Bi: Mừng vui lên lại mẹ sầu bi, xưa kia cùng với con yêu dấu, mẹ thông phần đau khổ, ngày nay mẹ lại được cùng người chung hưởng phúc vinh quang. Anh chị em thân mến, mừng lễ suy tôn thánh giá Chúa Giêsu và tiếp theo mừng lễ Đức Mẹ sầu bi, Giáo hội muốn mời gọi chúng ta tin yêu phó thác vào Chúa Giêsu, đấng đã chết vì yêu thương chúng ta và đã sống lại để ban ơn cứu độ cho chúng ta. Sự sống và ơn cứu độ này được chứa đựng một cách tràn đầy trong tình yêu của đấng cứu thế đối với con người. Và cái niềm vui ơn cứu độ này được rạng rỡ nơi Đức Trinh Nữ Maria. Và Giáo hội muốn mời gọi mỗi người chúng ta đến với mẹ Maria, cầu nguyện với Thiên Chúa để nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, chúng ta luôn được hưởng niềm vui và tình yêu cứu độ nhờ cái chết thập giá của Chúa Giêsu, nhờ sự phục sinh từ cõi chết và nhờ sự thông phần của Đức Mẹ Maria vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Amen. Mời cộng đoàn đứng dâng lời nguyện chung. Anh chị em thân mến, trọn cuộc đời Đức Maria luôn đáp lại tiếng xin vâng theo thánh ý Chúa, ngay cả khi rơi vào hoàn cảnh bi đát, ước mong noi gương mẹ sống xin vâng theo thánh ý Chúa. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
đứng gần thập giá Chúa Giêsu có mẹ người, chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho các vị mục tử trong hội thánh tìm được sức mạnh nơi thập giá Chúa Giêsu, để không quỳ ngã giữa đường đời nhưng mạnh mẽ tiến bước trong bình an. Chúa nhận lời chúng con. Chiến tranh hận thù gây ra biết bao thương tan cho nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang gặp đau khổ biết hướng lên Đức Chúa Kitô là đấng đem lại cho con người niềm tin yêu, hy vọng và bình an. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Sau lời trăn trỗi của Chúa Giêsu trên thập giá: này là con bà, này là mẹ con, người môn đệ đã đón mẹ về nhà mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết nhận ra hồng ân quý giá được làm con của mẹ Maria, để luôn tôn kính, mến yêu và gắn bó với người. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Vì yêu mến Chúa Giêsu và yêu thương nhân loại, mẹ Maria đã chấp nhận mọi trái tim xảy đến trong cuộc đời. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn hành hương chúng ta, cách riêng là cách em lệ sinh, biết nói gương mẹ, cảm đón nhận mọi thử thách xảy đến trong cuộc đời. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã được Chúa Cha sai đến, chịu chết và sống lại để chuộc tội chúng con. Xin cho chúng con nhận biết Chúa là đấng cứu thế và sẵn lòng đi theo Chúa cho đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.